Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin scandal Việt Á, đâu là đầu Bạch Tuộc. Sự kiện Công an Việt Nam tống giam ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á vì thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 chỉ là phần nổi của tảng băng liên quan đến tham nhũng ở Việt Nam. Có hàng loạt dấu hiệu cho thấy sự câu kết để trục lợi, kể cả trục lợi trong thảm họa như đợt dịch COVID-19. Thứ Tư không chỉ rộng mà còn rất sâu, liên quan đến rất nhiều quan chức, từ nhỏ đến lớn, trung ương, địa phương, có cả. Ông Phan Quốc Việt hay công ty Việt Á chỉ là voi của con bạch tuộc khổng lồ, chưa biết đầu nó nằm ở đâu. Tác giả Trần Văn phân tích sự kiện thần tốc xét nghiệm mà các nhà hoạt động và phản biện liên tục đề nghị chính phủ nên dừng lại vì việc xét nghiệm đại trà trên toàn quốc để truy tìm F0 dẫn đến chi phí quá cao và quá bất hợp lý. Đây chính là đầu mối và căn nguyên để các đơn vị cung cấp kit xét nghiệm tha hồ thu vét hàng ngàn tỷ đồng một cách nhanh chóng, và đây chính là tiền của người dân phải bỏ ra. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng COVID-19, Thủ tướng đã bị lừa hay có gì khác? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm căn cứ trên chỉ đạo của Thủ tướng. Theo Bộ Công an Việt Nam, từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay, công ty Việt Á đã thu được khoảng 4.000 tỷ đồng nhờ bán các bộ xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC và các cơ sở y tế của 62 trên 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Trước mắt, Công an Việt Nam chỉ mới xác định sau khi bán cho DCD Hải Phòng 5 lô hàng đều là các bộ xét nghiệm COVID-19 trị giá 151 tỷ đồng. Công ty Việt Á đã thối lại cho giám đốc CDC Hải Dương khoảng 30 tỷ đồng. Đây chính là tiền tham nhũng. Công ty Việt Á đã thối thêm bao nhiêu tỷ trong tổng số 4.000 tỷ đồng thu được nhờ bán các bộ xét nghiệm COVID-19 và cho những ai, nếu không có đủ chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng, công ty Việt Á có thể ăn nên làm ra như thế được hay không cũng là câu hỏi mà dư luận trong cả nước đang đặt ra. Khi điều tra công ty Việt Á, liệu các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam có so sánh và sẽ công bố để dân chúng Việt Nam biết rằng từ hạ tuần tháng 4 năm 2020 đến hạ tuần tháng 8 năm 2021, công ty Việt Á thu được bao nhiêu tiền từ việc bán các bộ xét nghiệm COVID-19 và sau khi Thủ tướng Việt Nam hối thúc thực thi thần tốc xét nghiệm diện rộng trước hết ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Doanh thu của công ty Việt Á tăng bao nhiêu lần, đạt bao nhiêu ngàn tỷ so với 16 tháng trước đó cũng là câu hỏi. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á kết hợp với Học viện Quân y sản xuất, trên hộp có cả logo của Học viện Quân y lẫn của công ty Việt Á. Sở dĩ vấn đề vừa nêu cần được trả lời vì trên thực tế có rất nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động nhập cảnh và kinh doanh các bộ xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam đã tạo ra cơ hội cho một số cá nhân, một số doanh nghiệp làm giàu nhờ chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng. Thậm chí nhờ Thủ tướng Việt Nam đã tả xung hữu đột, đốc thúc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương phải thực hiện nghiêm túc chủ trương này. Cho dù đã có rất nhiều người, nhiều giới thay nhau phân tích vân vân rằng thần tốc xét nghiệm diện rộng vừa không thể đem lại hiệu quả mong muốn, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, vừa lãng phí, chỉ đạo cơ hội, tạo cơ hội cho một số cá nhân, một số doanh nghiệp trục lợi, đồng thời làm cho ranh giới quốc gia thêm kiệt quệ vì chi phí quá lớn. Nhưng ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam vẫn phớt lờ. Thậm chí ngay cả khi thiên hạ đã tính, trong 9 ngày từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 4.120.000 người bằng test nhanh, tức là 1.920.000 người, lẫn RT-PCR là 2.960.000 người. Kết quả chỉ có 21 trong số hơn 4,1 triệu người dương tính. Và nếu đem tổng chi phí cho đợt xét nghiệm thần tốc trên diện rộng này chia cho 21 ca dương tính, số tiền đổ vào để tìm một ca dương tính COVID-19 là hơn 20 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Chính vẫn không ngừng lại. Đây là hình ảnh nhiều báo chí ca ngợi hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch COVID ở miền Nam với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.
Ngoài việc dùng hệ thống truyền hình quốc gia phát tán chuyện mắng nhiếc các viên chức lãnh đạo Kiên Giang yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, khiến Kiên Giang phải chi 128 tỷ để thần tốc xét nghiệm toàn tỉnh lúc nửa đêm. Ông Chính còn gọi điện thoại chất vấn chủ tịch một xã ở huyện An Giang, nhắc phải tổ chức xét nghiệm ngay 2 ngày mỗi lần. Và thúc giục Bộ Y tế gửi công điện nhắc các tỉnh, thành đang thực hiện phong tỏa phải thực hiện 5 yêu cầu mà 3 trên 5 liên quan đến thần tốc xét nghiệm diện rộng. Đâu phải tự nhiên mà sau đó các địa phương như Cà Mau thi nhau tổ chức xét nghiệm trong toàn tỉnh, dù cả tỉnh chỉ có 383 ca nhiễm. Và ai sẽ nhận trách nhiệm kiểm tra và báo cáo với dân chúng rằng trong giai đoạn ấy công ty Việt Á đã có thêm bao nhiêu khách hàng, doanh thu tăng thêm bao nhiêu ngàn tỷ đồng? Có phải những con số đó có tỷ lệ thuận với sự vụ dân bị săn đuổi, bị cưỡng bức xét nghiệm COVID-19, phản đối thì bị nhốt vào trại tập trung, bị phạt tù? Và trung tuần tháng 9 năm nay, khi cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận để định hướng hoạt động kiểm toán của năm tới, ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải lưu tâm tới việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phòng chống COVID-19. Ngoài yêu cầu kiểm tra thực hiện các gói hỗ trợ dân chúng và ranh giới có hợp lý và đúng mục đích hay không, ông Huệ nhắc phải chú ý cả tổ chức xét nghiệm và chi phí. Đến hạ tuần tháng 9, khi cùng một phái đoàn của chính phủ đến thị sát hoạt động ngăn chặn COVID-19 tại Bình Dương, ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng khuyến cáo thế này: mỗi gia đình hay phòng trọ chỉ nên lấy mẫu xét nghiệm người đại diện, một người nhiễm thì chắc chắn người ở cùng cũng bị lây nhiễm. Đây là hình ảnh giáo viên dạy yoga ở Bình Dương bị cưỡng chế xét nghiệm một cách dã man, nay đang khởi kiện chính quyền. Một gia đình có 3 người, mỗi người test nhanh 10 lần mỗi tháng, tổng cộng cả nhà thực hiện 30 lần mỗi tháng, và chi phí để mua thiết bị test nhanh tốn ít nhất 6 triệu đồng để test cho mỗi gia đình 3 người. Ông Đam nhận định rằng việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng đông đúc sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm lẫn lãng phí tốn kém. Và tại sao không cho lấy mẫu của đại diện từng gia đình để giảm bớt chi phí đi? Câu hỏi được đặt ra. Khi nghe nhiều người từng bị nhiễm COVID-19, tức là F0, đã xuất viện, đã hoàn thành cách ly y tế tại gia, than rằng vẫn phải đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng 3 ngày mỗi lần. Ông Nguyễn Lân Hiếu là giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một trong những người tháp tùng ông Đam, bảo rằng cơ thể các F0 đã khỏi bệnh, đã có kháng thể, tổ chức lấy mẫu cho các F0 đã khỏi bệnh là quá lãng phí. Những điều ông Đam, ông Hiếu đề cập không mới, các chuyên gia y tế, chuyên gia dịch tễ đã nêu ra từ lâu, nhưng không thể nào ngăn được chiến dịch thần tốc xét nghiệm diện rộng. Đây là hình ảnh biếm họa mới của La Thanh Hiền, hai con chim kền kền, thắc mắc với nhau rằng tại sao chúng lại ăn thịt đồng loại được nhỉ? Ngụ ý về những thủ đoạn cấu kết giữa công ty Việt Á với cơ quan công quyền, thổi giá xét nghiệm để thu lợi hàng ngàn tỷ đồng trên xương máu của nhân dân. Scandal về công ty Việt Á giúp minh họa cho vấn nạn rằng những quyết định được ca ngợi là quyết đoán khi xảy ra thảm họa là thật hay giả. Thần tốc xét nghiệm diện rộng chỉ vì đã thiếu hiểu biết mà còn độc đoán nên bị lừa, hay là một biện pháp hỗ trợ kẻ gian giúp chúng làm giàu trong thảm họa? Chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng và hàng loạt công tác có tính răn đe nếu không tuân thủ mà hệ thống công quyền tại Việt Nam từng thực thi đã giúp công ty Việt Á kiếm khoảng 4.000 tỷ đồng trong sản xuất kinh doanh các bộ xét nghiệm COVID-19 với chất lượng không có gì được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu chỉ có những viên chức có lãnh đạo ở các trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC và cơ sở y tế tại hầu hết tỉnh, thành phố Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã nhận tiền của công ty Việt Á thối lại, thì Bạch Tuộc có cơ hội mừng đại thọ. Cứ đối chiếu những thông tin mới nhất liên quan đến công ty Việt Á với những thông tin đã từng được loan báo rộng rãi về công ty này, ắt sẽ thấy công ty Việt Á và đang xét nghiệm là một lớp trong vở kịch, có kịch bản hoàn chỉnh để khai thác nhân dịp đại dịch. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư chọn độc dược làm biệt dược. Diễn văn khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc của ông Nguyễn Phú Trọng hồi cuối tuần vừa qua cho thấy Tổng Bí thư hoàn toàn nhất trí với việc chọn độc dược làm biệt dược. Hứa hẹn thực trạng sẽ vừa nghiêm vừa buồn. Nhà báo Trần Văn cũng đưa ra nhận định trong bài phân tích tư tưởng Nguyễn Phú Trọng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được chia sẻ
như sau. Mục tiêu của hội nghị cán bộ toàn quốc vừa qua là quán triệt và triển khai hai thứ. Đó là kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 cùng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong diễn văn dài khoảng 8.000 chữ, ông Trọng lặp đi lặp lại những nội dung vừa không mới vừa không đúng. Đó là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong hội nghị cán bộ toàn quốc hôm 9 tháng 12. Nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn quên mình, phấn đấu không mệt mỏi để mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, thì tại sao trong vài chục năm nay, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa nào cũng phải thảo luận, ban hành đủ loại nghị quyết, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng, mà theo ông Tổng Bí thư thì lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước. Nếu đảng ta đã xác lập được, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín bằng chính bản lĩnh, nghị lực và trí tuệ, lý luận tiên phong, đường lối đúng đắn bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ và vững chắc, bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ, thì hà cớ gì đảng ngày càng hoảng vì nhiều đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, còn nhân dân thì bức xúc, đe dọa sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ như hiện nay. Không rệu rã, mục ruỗng, tại sao mãi luyến láy rằng xây dựng, chỉnh đốn, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày vậy. Có khi giải quyết xong vấn đề này, lại nảy sinh vấn đề khác, làm được việc này, lại xuất hiện vấn đề khác. Nếu không xác định được như vậy, thì mỗi khi thấy có vụ việc tiêu cực, sẽ dễ rất bình tĩnh, nảy sinh tư tưởng bi quan, hoài nghi hoặc mất niềm tin, phủ nhận mọi sự cố gắng và kết quả chung. Ba câu hỏi mà Nguyễn Phú Trọng tự chọn để tự trả lời trong diễn văn khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc rằng: lâu nay chúng ta từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, và vì sao lần này Ban chấp hành Trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về vấn đề này? Những tinh thần mới, nội dung mới là gì, phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết lần này, biến nghị quyết thành hiện thực cuộc sống sinh động ra sao? Điều đó cho thấy đảng của ông Nguyễn Phú Trọng chính là tổ chức tự diễn biến và tự chuyển hóa, đã nhanh lại còn mạnh nữa. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, từng chủ biên cuốn sách với tiêu đề Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Tuy nhiên sau đó, ông đã nhận được án 14 năm tù vì hai tội danh tham nhũng trong vụ AVG. Và làm sao có thể giải quyết thực trạng mà ông Nguyễn Phú Trọng thú nhận là chỉ bằng việc bổ sung những quy định mới về công tác giám sát, chứng nhận, công nhận bằng cấp, quốc tịch, thu nhập, chuyển tiền, mua tài sản ở nước ngoài. Ông Trọng ví von những quy định mới là những biệt dược giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách và lối sống, vân vân. Và tại sao không tổ chức điều tra, trừng trị những hành động đã độc cả hệ thống công quyền như gian lận bằng cấp, tìm kiếm song tịch, chuyển tiền ra nước ngoài, mua tài sản ở ngoại quốc, mà chỉ giám sát từ giờ trở đi? Chẳng lẽ các thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ này thật sự tin rằng biệt dược có tên là giám sát sẽ khiến đảng ta ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn và đoàn kết nội bộ tốt hơn, hoặc là gắn bó với nhân dân mật thiết hơn, rồi là thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn? Đặc biệt sẽ khiến cho những người có sai phạm không còn đủ uy tín, năng lực làm việc từ chức, không cần đợi hết nhiệm kỳ hoặc đến thời hạn bổ nhiệm lại. Lẽ nào ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an sắp xông lên phía trước xin từ chức hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn một miếng bò dát vàng ở London có giá tới 45 triệu đồng Việt Nam, tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Và nếu những lời gan ruột của ông Trọng không đủ sáng khi ông Tô Lâm tự soi rọi, thì vẫn tại vị một cách an ổn. Có thể xem như ông Trọng và 177 thành viên của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 không thực hiện trách nhiệm nêu gương
xa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Và sự kiện ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao giải thưởng Lenin đã được tác giả Hiếu Berlin gọi tên là một giải thưởng đã chết, được trao tặng cho một người sắp chết. Bài viết được chia sẻ như sau. Chiều ngày 15 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng Hà Nội, ông Leonid, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thưởng Lenin. Giải thưởng Lenin ra đời vào ngày 23 tháng 6 năm 1925, trao cho những công dân Liên Xô, nhấn mạnh là chỉ dành cho công dân Liên Xô có thành tích xuất sắc và lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật và kiến trúc. Ngày trao giải thưởng được quy định là ngày 22 tháng 4, tức là sinh nhật của Vladimir Lenin. Đến năm 1991, nhà nước Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì giải thưởng này cũng chết theo. Như vậy, giải thưởng Lenin là một giải thưởng đã chết, được trao tặng cho một người sắp chết, tức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giả đùa. Facebook, Dương Quốc Chính thì bình luận rằng, bọn giang hồ, quán nước đồn là bác mình sắp được nghỉ ngơi, chính thế nên mới sắp có cuộc họp quốc hội bất thường. Tự nhiên, ai rảnh mà đi họp quốc hội bất thường khi không có biến cố gì lớn, thường vụ quốc hội quyết được rồi. Chính thế nên phải trao gấp cái giải thưởng gì đó cho bác trước khi bác nghỉ. Đây là hình ảnh bộ dạng các vị chủ tịch nước, thủ tướng đứng chầu trong lễ trao giải thưởng Lenin cho Nguyễn Phú Trọng. Mà tầm nhìn nay chỉ có giải thưởng Lenin mới xứng đáng tầm bác, chứ chẳng nhẽ xin giải Kim Nhật Thanh, Mao Trạch Đông hay Fidel Castro, chẳng biết có hay không nữa. Vì cái sự gấp gáp đó nên việc trao giải nó chả tuân thủ theo nguyên tắc của giải, nhân dân có thể thông cảm. Và bên Nga lại đều nữa là nó không trao giải vào kỷ niệm sinh nhật Lenin 22 tháng 4 mà lại trao vào năm kỷ niệm 30 năm ngày Liên Xô sụp đổ. Chỉ 10 ngày sau, ngày trao giải cho bác là kỷ niệm ngày đó. Bạn đọc cũng đừng nhầm với giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lenin hay là giải thưởng Quốc tế Lenin mà Tổng Bí thư Lê Duẩn từng được trao tặng vào hồi năm 1979. Giải thưởng này cũng đã chết khi Liên bang Xô Viết tan rã vào hồi năm 1991. Ngoài ra, hai huy hiệu của hai giải thưởng này cũng khác nhau. Và cũng đừng nhầm với giải thưởng của tỉnh trưởng Unevsky được đặt theo tên của Lenin. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, ông Ivanovich, tỉnh trưởng tỉnh Omsky của Nga, đã ký sắc lệnh thành lập giải thưởng tỉnh trưởng Omsky mang tên giải thưởng Lenin. Giải thưởng được trao lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 nhằm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Vladimir Lenin, người có quê hương nhỏ bé ở Sibir. Đây là một hình thức tái lập giải thưởng Lenin, tuy nhiên có những khác biệt rất lớn như sau. Giải thưởng này là một giải thưởng địa phương thuộc tỉnh, trong khi giải thưởng Lenin hồi xưa là giải thưởng quốc gia. Đây là hình ảnh nhà lãnh đạo Lenin đã bị người dân khinh bỉ và giật sập tượng khắp nơi trên thế giới. Giải thưởng tỉnh này sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc quảng bá và phổ biến những thành tựu của tỉnh chúng ta, của những người đồng hương tài năng của chúng ta. Tôi chắc chắn rằng trong thời đại của chúng ta có những thành tựu và những người xứng đáng nhận được những giải thưởng lớn. Và tỉnh trưởng Sergei đã phát biểu vào ngày thành lập giải thưởng này như thế. Và giải thưởng được trao cho tập thể hoặc cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn, hoặc cho những thành tựu sáng tạo trong văn học và nghệ thuật, được thực hiện ở tỉnh Ulusky, góp phần tạo ra bước đột phá phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Giải thưởng quy định sẽ được trao vào ngày sinh của ông Lenin, ngày 22 tháng 4, 5 năm một lần từ năm 2020, và số tiền của giải thưởng là 1 triệu rúp. Như vậy, giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 2020, lần thứ nhì vào năm 2025, cho nên không thể nào có chuyện trao giải thưởng vào năm 2021 được. Hơn nữa, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc trong lĩnh vực chính trị, không nằm trong những lĩnh vực được trao giải thưởng.